không mà rượu thì cho cho bố con sửa đây cho ba đấy, đấy, đấy về như thế cầm thêm, đây, cầm thêm bia về ấy số con la này thì đúng. Ăn nhiều rồi ba đi sửa coi bảy coi sửa đây không thì biết ăn thử này có chi đâu mà đấy. Mấy đồ bên này nói chung là ăn thường xuyên thôi. Căn bản là đi Tây về có cái quà Tây thôi. Anh đóng kinh nghiệm gọi cho em gọi này kìa. Thế này em quấn cho Hùng cái này bởi vì trong ở nhà anh em thấy có mấy chai rồi. Anh có một cặp, nhà anh cục. À đơn là tả lắm đấy, giá của Bảo Lu giá đi đâu cũng hề. Thử đó nói, hay đơn đi mua đi. Đấy, đồ đồng không mọi người. Thôi đánh mua đây. À đấy là của bẻ đều này, bẻ đều đang ít đấy. Cái túi màu đẹp này, cái này thì căn bản là cắn được cả người, cho nên là phải ít thôi. À, chắc là ra sân bãi anh phải tư cắn lên người luôn này. Lên người được. Đấy, bài điểm này, đây là của mình này. Đấy, con của Thuy Linh đây, của Linh Philip đây. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Philip. Đâu kia, ngồi chứ được mà. Ok, hello, chào bạn, mình tên Nam Văn rồi. Ok, chào mừng các bạn quay lại với chuyện đồng hùng, cả cái vlog cuộc sống ở châu Phi. Đấy, thì anh em mình ngồi đây là mọi người. Hả? Bảo ơi, ngủ dậy đi. Ngủ dậy cũng phải chết hiểu chuyện gì xảy ra cả mà. Đấy chứ mọi người cũng biết rồi đấy. Cuối năm rồi, năm hết Tết đến rồi. Thì ai cũng muốn là về. Không phải thịt gà đâu em ơi. Ai cũng muốn về thăm gia đình đấy, thăm người thân. Đấy thì nói chung là anh em trong team cũng chia nhau về, người về Tết, người về hè. Đấy thì bây giờ đang đóng hàng. Thì anh em mình là cũng vừa làm video xong đấy, phải làm video để ngày mai con phục vụ cho mọi người xem nữa. Thì bây giờ tranh thủ đóng một ít đồ đấy, đấy về cao qua cả bếp. Ê, chia cho cắn nha. Thì đây giờ còn hai cái thì thế nào thì hai cái cho hai ông nhá, mỗi ông cái nhá. Đó, mỗi đế là to. Còn bây giờ đến nhỏ này. Đấy, về thì anh em mình là không biết đóng gì cả mọi người. Đóng một ít sô cô la bên này về làm quà cho các bé, các cháu ở nhà, các cháu. Rồi rượu là thì là cho người thân, anh em, gia đình, bạn bè. Đấy. Thì cũng không động được nhiều lắm, động một ít trái gì đấy thôi. Về để làm quà mà, đi đi Tây về mọi người, đi Tây về phải có quà. Đi nước ngoài. Đi Tây đi đúng không đâu? Đúng rồi đấy, đi Tây về. Sửa này. Sửa này thì nó sẽ chen rượu, phải bể đúng không? Ừ, đúng rồi, chen vào rượu cho khỏi vỡ. Bảo ông ấy, làm sao ra đây, hoặc cái hôn ra. À, đây đắng cái này. Kéo tập bàn đi. Đâu? Đóng đồ với hai anh. Thôi để cho bà ngủ ngày mai nó đi làm sớm. Mai chủ nhật, mai nghỉ mà. Mai chủ nhật. Ừ, mai chủ nhật rồi. Ừ. Ủa thế nào đây vẫn còn thừa hai cái à? Thừa chỗ bên ông đi. Ở đây, thế đấy, đấy. Được rồi, ok. Xong nha. Giống nhau hết đấy. Một đây, quán dùng ngay quán lấy anh đóng gửi đi thì em xuống đây đây. Người chia đây, gọi chi mọi người. Hả? Gọi bố cô về nhà. Một khối quấn đi em quấn đi. Thôi để anh quấn chứ. Anh. Thôi được rồi, xong rồi, không phải quấn đâu. Xong hết rồi. Thôi ngủ đi, ngày mai đi làm. Sớm. Mai đi làm. Chủ nhật cũng phải đi làm chứ. Mua chai rượu về để làm quà các bạn ạ. Đây, mấy chai này thôi, chỉ có mấy chai này thôi. Chủ cái này rượu tê anh em đi nước ngoài về thì chủ yếu là mua mấy chai rượu về để làm quà cho gia đình, thôi, người thân. Đi xếp đồ thôi. Trời ơi, xếp đi. Cái đồ quần áo này lên luôn ra đấy. Đây con đi đi à? Ừ. Không, cái đấy của anh. Anh đóng gửi đi mua thôi. Cái là để về hôm qua quay sửa nha. Sửa là rượu, giờ về qua sửa là rượu. Quà của mình đâu? Mình có gì không? Quà mua chứ hả? Quà ấy. Nhưng bây giờ là thích gì? Mua đông nhà không có quà gì ấy. Mua coi bảnh 200 nghìn đưa vô ấy. Đến nhà thì bây giờ hỏi để thích sửa là rượu hay là số cô lá. Thứ Ninh cứ sang anh chơi không? Điếp ấy. Quản lý số của lão. Năm ngoái anh Hùng là mình nhớ là một cái bánh, bánh 200 nghìn, tầm tầm mỗi mình chỉ có 200 nghìn, 7 chục. Thế được đấy. Về 70 viên bánh. Đấy, năm nay đã về tiền bộ hết đấy, quay sửa đây. Có cái chai rượu 20, 21 chi. Đấy, bọc như, bọc như lưu đạn đấy các bạn. Lưu đạn này. Không mà rượu thì cho. Cho bố con sửa đây cho ba. Đấy, về như thế. Cầm thêm bia về ấy. Số con la này thì ăn nhiều rồi. Ba đi sửa coi bảy coi sửa đây. Không thì biết ăn thử này. Có chi đâu mà. Mấy đồ bên này nói chung là ăn thường xuyên thôi. Căn bản là đi Tây về có cái quà Tây thôi. Anh đóng kinh nghiệm gọi cho em gọi này kìa. Thế này em quấn cho Hùng cái này bởi vì trong ở nhà anh em thấy có mấy chai rồi. Anh có một cặp, nhà anh cục.
À đợi nữa ta đóng đứa giá gọi bảo luôn giá đi đâu cũng hay. Thử đó nói hay đợi đi mua đi. Cái này là mỗi lần rót là nó sẽ chảy hai loại ra. Hai loại. Chả hay uống đâu mà biết. Ai uống đâu mà biết. Bày ra đẹp mua về đẹp rồi. À cái chai này là nước khói mà. Là có hai cái sữa, một cái màu đen một cái sữa. Thì mỗi lần rót là nó sẽ hòa lẫn lộn nhau. Mua chai sữa cà phê à? Có đấy. Có quấn rồi. Đấy, quấn đấy, sôi khói đấy. Nói chung là cái nó khỏe. Về tặng quà thôi. Cái năm qua thôi. Nói chung là cái gì? Cái rượu này mình anh em mình mua về nó giống như ở nhà mọi người cũng thích uống rượu này đâu. Cứ rượu đá chuối, mọi người nếu mà mời rượu này mọi người cũng thích uống đâu. Đúng rồi. Rượu ngâm. Mọi người thích là ngâm. Ở Việt Nam mình là thích nút chuối hơn. Nút chuối ở Tây này ai uống được. Đây. Nếu mà uống thì uống mặc len thôi. Đây. Mì đồng mặc len uống nó kiểu rẻ hơn. Nói chứ, mặc len cái gì đâu. Mình chưa nghe rượu mặc len là gì. Ê ê. Sô cô la đây. Về quanh đóng thường ơi. Về cặp chậu nhiều lắm. Rồi. Mua đi làm chi ấy. Trời. À đây. Anh Kaka các bạn lại mua cái gói kẹo chiu. Cái này ở Việt Nam mình chắc phải đến độ 4.000 nhỉ. Yeah. Bóc thử cái. Đứng ra đi bóc thử cái. Rồi anh Đông. Bóc thử cái gói đó. Mua đi làm chi. Để nhờ cho cặp chậu đây. Cặp chậu ấy. Tôi nhá cặp chậu ăn ghế để em mồm đi. Kéo xèo ấy. Đưa cái giấy. Kéo xèo ấy. Ê, chú test thử xem có gì không được. Cái này là... Cái này ở Việt Nam chắc phải 5.000 một gói ấy. Đấy, chú test có thể tham sử dụng chứ. Cái này là dâu này. Không, rồi. Dẻo dẻo nhỉ. Cứ bỏ mô bỏ cái tứ, ăn tứ tứ à. Ăn đủ các loại tổng hợp mới ra được vị. Rồi, mua cái cạp chảo chú. Các chú ăn hết phần của cháu này. Đồ nhiều. Cái ngon mà, nó mình cái này ngon, chua chua, ngon đây, đậu quá, ngon đây này, ngon đó, ông ta cái này, đây mà, từ từ nhé, thôi em gửi cho ta nào, không, không gửi chưa, có gì đâu, về về đưa cho mình, mua đi, định mua chai rượu mà mãi mới không đi mua được các bạn. Bây giờ có Duy Linh thôi, Duy Linh gửi đi nào gần nhà nào đến chơi kiểu gì đi về. Em về có khi chị vào ngoại rồi chứ làm gì có nhà nữa. Nào xong Tết mình về ngoại. Cha ấy có gì mà cho anh chăng? Em thì khoảng mùng mùng 3. Có cô lá đây. Mùng 2 thì em về ngoại. Đấy rồi, Tuấn nó đâu rồi đi. Hả? Đấy Tuấn nó. Đấy Tuấn là tôi bóng. Tôi bóng vào nữa đâu. Nó bị nó nổ ra đây. Nó kèm mà. Ừ. Với ngoan không? Dễ mà. Dễ quá. Ừ. Vẫn còn quả dâu à? Không phải. Chiếc ăn này còn nhè ra xem nữa anh. Đừng bóng gọi đúng không? Cho cái bóng mà nó quấn. Nhưng mà nhớ đâu nó vỡ thì nó vẫn còn ở trong cái bóng. Đúng chính xác này, anh Đông thấy mà khôn phết nhỉ. Nó vỡ nó còn trong cái bóng, đấy là kinh nghiệm. Mày khôn mẹ, ăn nói. Kinh nghiệm. Ê, vỡ thì về đổ lên hộp. Đây, không đậy chặt nào. Đây. Đúng rồi. Nó quấn rồi. Nó quấn cho đều rồi. Nó vỡ cái bóng này nó phụt cả nó quấn đều cái bóng rồi. Yên tâm. Khốn này. Anh đang khốn. Khốn. Anh mới nói. Đưa chai của cà về cho ông. Rửa tay này. Nào mình về mình đưa chai của cà về mình bày tủ cho đẹp ấy. Hả? Đưa chai của cà về bày tủ cho đẹp ấy. Bể đấy. Để làm kỷ niệm thôi. Ê, nói này, ê, hòa này, rượu Tây này. Bây giờ là mua rượu ngoài chợ, bây giờ rượu trong chợ thì uống có biết đâu. Ừ. Tây là Tây, Tây là Tây. Cái này ở bên Tây đây đó. Ê, quấn đi cái bóng nhìn chán đời thật. Người ta quấn được gấp như này này, để cho nhìn lên. Khổ lâu lắm này không? Ê, quấn qua. Lâu rồi mới quấn năm ngoái. Mới quấn năm Tết năm ngoái. Năm ngoái có quấn thừa đâu. Thư Linh số có lá đây này, rượu đây này, đấy toàn bộ rượu Thư Linh này. Thôi mình cũng biết được, hai nắp cũng được. Hả? Cái gì rẻ thiệt cũng được. Em có cho em mua 12 không? Không có lá, không có
đâu cái này kìa. Máu về chiếm á. Đâu? Về chi đối với chiếm á. Tiền máu mà chiếm. Thì tiền này là chiếm đi. Không, không ngại. Cái này ok thôi cho các bạn. Cái này là hôm nay mua ở Shoprite. Thế chiều nay mua để đâu? Mua đôi nhưng mà điệp lên để. Nhưng mà để ở đâu buổi trưa mua để đâu? Bá thỏi thôi chứ không phải chiến nữa. Mua chặt bá thỏi. Không, phải đây là mua. Mua thật bá thỏi ấy. Không, phải đây là mua, phải là mua. Định mua thêm nhưng mà điệp là phải chiến là điệp mua đi đá thôi. Điệp để lại. Bá thỏi hình đen thôi. Cho em sáng. Đấy, cho sáng sáng. Sáng bình tĩnh chứ. Ôi ơi. Cho bị được ăn riêu. Ăn riêu đi. Rượu mà nói lót cuốn đi. Mình không bán là nào mua hộ đây rượu. Đi đi đi. Đi đi. Còn đâu mà cả. Đi anh đóng ở nhà rượu đây. Anh đóng ở nhà kia. Nhà không có chi ngoài rượu. Chứ mà rượu mình chỉ có để cho đẹp thôi. Một là để đẹp, hai là tăng hương thôi. Đấy, tăng hương ấy. Làm quà thôi. Quà tăng hương thôi. Ai uống đâu. Uống. Đuổi chứ các cụ nhà mình chưa bao giờ thấy rượu Tây ở tháp hương nghe mà không biết bọn này con cháu nó cúng cái gì. Ở trường này có ai đi nước ngoài đâu. Không phải cúng cái gì. Sao là rượu Tây thì sao không biết mở hết. Ô thì bà bây giờ mở như thế nào nhỉ. Này thôi đi ngủ cái này tỉ nó chảy không về được. Nó cúng cái này thì mình giờ mở như thế này. Nãy mình đi tìm chó ấy. Đi tìm cái ông đi Tây rồi chắc mở ôi. Ôi, quỳ thôi, tìm đây thôi, tìm đây về ăn đi. Được chưa làm. Để quấn gọn vào. Qua cho con đi tìm đây thôi. Còn mình về là nhiều trẻ con nên là phải mỗi đứa là đẻ một miếng hết. Nhà mình về thì mình mua nhiều cháu không được. Mình qua cháu. Đây chỉ cho cháu con thôi. Nhiều cuốn đấy, cuốn này mình đây nào, cuốn đấy đâu, cái mình này đi làm mà có mua được cái gì các bạn, mua về gửi được cái gì, buồn quá, tôi chán không đóng đâu, không gửi được cái gì, ngồi đóng hay về con có mấy thỏi, đóng cái gì này, à, cái gì, cu nhà anh mấy tết nó vào làm việc đi, có thì mang sang cho cháu mấy cái nha, mấy thỏi nha, có mấy đấy, đúng rồi, sang để ăn đây. Tết thì chẳng nghe này không cho, đây này, đến giờ nó sợ thấy rồi, đây, thôi thì có ông đóng ấy, tôi nên đấy, à, tết vô. Cô vô đóng nghe nè. Thế bà gọi mà Tết mà. Có gì đấy mang phần cháu mấy thỏi. Đây này nắm thỏi đấy. Cái này thôi. Đây này. Đóng rồi đóng một nhát thanh như này nhá. Thì nó cũng bị vỡ, gãy nó cũng bị gãy được. Đấy em đóng cái này đã. Băng nhau. Băng nhau đầu đuôi. Những cục gạch này. Những cái điện thoại. Nói cái Sokona ở bên đây mình này nói thật là mình đưa về làm quà đây. Cái chở chắc Sokona ở bên đây đang ngon Sokona nhà. Đúng rồi, có đấy. Ở Sokona, em đố em tìm ra Sokona đây con hạt hạnh nhân này, hạnh nhân ở trong. Có chứ, không có. Có nhiều đi. Đây thì có đây đâu có in không đi. Đấy là anh không không bố cái số lá loài xin, ở bên đó loài xin. Ở đây có loài xin. Mà ngày xưa là giống ngày xưa thôi. Ngày xưa có chứ. Ở nhà có hạt hạnh nhân rồi đủ kiểu, đủ hạt ở trong. Ngày xưa nó có khoảng 5-7 nghìn nhưng bây giờ không có. Bây giờ ở bên này thì chỉ bán cho dạy nhà giàu thôi. Hoặc là người Việt Nam về thôi. Người Việt Nam về múa đấy con. Hôm nay là siêu thị bắt được mấy con gà. Và siêu thị rồi đấy bảo mấy em mua cái này để mang về Việt Nam à? Bảo không, nhà ta có khách. Tao chuẩn bị Tết nên mua để nhà ta có khách, có nhiều trẻ con nên là mua về. Chứ mình không bảo mình mang về Việt Nam. Thực chán lắm, buồn lắm. Người cái gì? Anh Dũng ơi này. Cái gì? Kẹo chiu. Chiu chiu. Ăn rất ngon luôn. Chiu chiu. Ăn rất là từ. Chặn chặn nữa lại đưa cái mồm mồm đi. Đưa nhà đút là vụ. Đi gọi anh gọi bố đâu. Gọi đi gọi chết bóc. Để thôi, để cái ca đưa về đấy. Thôi cho em đi, em bố mi em đưa đây luôn. À đây. À đúng rồi đây. Bóc thôi. Bóc rồi. Thôi bóc rồi. Anh chưa bóc. Chưa, gọi đi chết bóc này. Chưa là gọi đây. Đây. Anh nói đây. Bông cả vơ cả lắm, kẹo vơ cả lắm à. Đấy. Bỏ luôn. Nó bỏ em mềm được này. Thôi đây tao đóng hộp về tao đưa mà cho con xám à. Đây. Xám xám đi. Để khi nào đưa qua đến đây.
Anh Đông về mạnh khỏe nhá. Đấy cái đấy để cắt riêng để năm sáu mình về thè mình về thôi. Thè về bởi cho anh em về được mọi người. Đấy đồ đồng không mọi người. Thôi đánh một đây. À đấy là cổ bẹ đều này, bẹ đều đang ý đi anh. Được rồi, cái túi màu đẹp này. Cái thì căn bản là cắn được cả người cho nên là phải ít thôi. À chắc là ra sân bãi anh phải tư cắn lên người luôn này. Lên người được. Đấy bẹ đều này, đây là của mình này. Đấy. Con của Thùy Linh đây, của Linh Phi Liệu đây. À, còn một cái vali anh Tinh này, nghe buồn này, thấy anh em về Việt Nam này ai cũng buồn. Anh em về, về không? Nằm vào vali em kéo về luôn. Ừ, mua thêm cái vali, chỉ anh Đống là khi mua tưới như hóa, hề cười cò kề. Mới về hả? Mới về, mới sáng. À, đây là nắm mồm đúng không ạ? Lừa, lừa trên dưới dưới, anh em mình nói như vậy buồn. Người... cảnh người về người ở lại xong lại nghe mấy cái bài hát về quê Tết nó đúng giờ não hết ruột này thì nó nghe chỉ 2-3 ngày nữa là ở đây buồn như là như là gì nhỉ, buồn cho chết con, buồn như cho chết con. Nãy giờ em thì quen thôi, em thì quen rồi không sao cả. Thế em thì em quen rồi không sao ấy, đi bắt mà lấy đâu nói là buồn phải đặt mình nha. Mình à, tưởng là được có mấy cả bạn ở đây chưa nói chuyện nghe đấy. Thêm một cái này nữa, ba cái này. Ủa cái này bình rắn hứa này. Ui chết tè. Mới múa chứ. Chết tè mà nhớ được. Chết tè mà cái đấy là hợp lý đây. Chết tè cái này hợp lý đây đây. Chết tè bẻ cánh mà. Đấy. Đó, mình... à đây. Bữa sáng đăng ký được một ít mà các bạn ạ. Đây. Cái tiền Việt Nam. Dư công cái tiền Việt Nam hay này. Nó nhỏ tí tí này. Ừ chà. Chà, các gà vẫn còn tiền này. Cũng nhiều tiền đấy. Thì vừa đi Hà Nội rán con đây. Đi xe nó còn. 500 nghìn trong bé nhỉ. Ê. Nhìn nhau đấy. Cầm lên 900. Đúng rồi, nhìn này. Chia cái tên đến to này hay. Cầm lên 500 đi. Yeah. Lên cho điểm đi, điểm đi. Cùng một nhỉ. Điểm cho điểm 150 đi. Dài 200 đi. Đi Việt Nam dài hơn đi. Ui. Cầm nhìn lá ấy, lá thật đi. Nhỏ, nhìn nhỏ lắm. Mà lá nhìn lá thật. Lấy tiền mình chia mình ấy. Cái tiền lên đi hãy ấy đúng không? Lấy tiền mình chia tiền. Lên đi, 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 đi. Lên đi, đi, đi. Chia về Việt Nam thì tiêu như này. Đóng tiền sân bãi nghe. Lấy tiền mình chia cho mình, người ta gọi là chia tiền. Lên sân bãi để quần cuộn gì đâu? Em thì chưa đâu, em thì. Đây sân bãi cuộn tiền cuộn hàng đúng không? Ừ, buồn đi. Việt Nam nhỏ rồi, nhìn nhỏ rồi. Thế thì mình có treo lúc ra này, thế nào đấy, bữa sáng mình quên. Thế tiền Việt Nam mình chỉ giá số to nhất đấy. Đâu? À, số to nhất đấy, số Việt to Nam. Nhất đi này. Đâu có nhiều được, to có nhiều. Có gì mà 10.000 tỷ đấy. Nó là con máy đây, có đủ tên là taxi về Nghệ An này. Đủ mà, 1 triệu hơn triệu. Ê, xe bắt xe dừng nằm mà về chứ. Cái này cho mấy tơ cái ní mà. Bắt xe dừng nằm mà về đây. Làm gì có ai tờ 50.000, giống điên. Ê ngáo ê. Tiền 50.000. À, tiền 50.000. Ủa, một đoạn bao nhiêu nữa? 7 này, 8 này, 9. Ê, cái này cho báo 4 tơ đi này. Tiền 50.000. Ê đâu muốn tờ đâu ấy. 1, 2, 3, 4. Anh đưa cho Thủy Ninh có 900, Thủy Ninh đưa lại 900 chưa? Đúng rồi. Ê, thì lẽ đúng rồi, Thủy Ninh thử 2 tơ. Thế đi. Quên. Về quên. Về tôi bán taxi cho về. Im lặng rồi. Đúng rồi, câu cái này. Đấy, ông... À, 400 được, 400. Nhưng ông về gần thì thôi, có người lên đón con. Như tôi phải điệp về xã từng này cũng đủ đâu. Xe để 700 mắt, xe dừng nằm mà được rồi đi. Thật, ba, nằm chỉ 300 rưỡi một thằng thôi. Dừng nằm Tết đắt lắm. Tết đắt thì 1 triệu như bao nhiêu. Bây giờ này, taxi từ sân bãi ra dừng nằm này. Dừng nằm ra sân bãi đón mà. Thì ai nói? Có mà. Nhưng mà nó có giờ thôi. Đi xe ôm ấy, trời ôm. Mưa rẹt đi xe ôm ấy. À, Grab rẻ mà. Grab rẻ cũng phải từng đi, một tờ đi. Rồi về Vĩnh, đến con từ Vĩnh về quê nữa, về bản nữa. Điên, về Vĩnh thì gọi bố ra đoán đi. Gọi bạn thuê xe ra đoán. Về nhà rồi thì sợ gì ấy. Mà đi bộ về đi, lâu đi bộ về cũng được. Về đến Vĩnh rồi thì ngồi lên xe là về đến cổng trả tiền. Thứ hai chục hình. Nhưng mà từ thành phổ về bản, về đến bản nhà nó xa lắm. Ê, lấy cái bút đi. Mười mấy cái đấy. Mấy bút anh viết cho mấy tờ đấy. À đúng rồi, về mấy tờ này. Vẽ cho mấy tờ đúng rồi. Cảm ơn đúng rồi. Ví viết này. Ôi mình sẽ đi bao năm không dùng ví đi. Em về Việt Nam mới dùng ví nhá. Về Việt Nam mình giấy tờ này nọ này. Đúng rồi, giấy tờ. Một đô. Hai đô. Hai đô đi mấy bãi. Cẩn thận thật. 100 đô chứ. Dự trữ mấy 2 đô. Mình dư được cẩn thận đấy. Ê bông bằng năng à. Bốn mừng lắng hay mẫu đê gà cái vị này đê gà này là lâu lắm này hay dạy gái à dạy gái gái gì nữa mà thì bác không nuôi gì nghe bác để cho uy tín đi cho đỡ dạy gái vị này lâu lắm rồi đây thôi có gì dặn dò anh em không có gì ấy chia tay không
Quan ít tiền quan ít tiền quan giá, quan giá cho dùng để anh em làm. Anh em dùng. Hai đồ này. Anh em làm. Alo. Đáng này. Đấy, chuyển, nhắc cái tên là chuyển luôn. Tên là nắng. Tên tên này tên tên này tiền 2 đô với 2.000. Mình ở Việt Nam không có ví luôn nhá. Tiền đi chùa. Tên này đi lên chùa Lộc ấy, xin Lộc. Mừng đi mình ngay xin Lộc. Xin Lộc mà. Xin Lộc. Thôi soạn đôi, còn đôi nghỉ ngơi mãi mới đi sợ máy sớm. Không mãi đi sợ mà. Sắp mai dẫn cơm nhá. Cơm nóng rồi. Lên trên kia ăn sáng xong đi. Alo. Không bố. Trên kia đi xong đi cùng tiến lại luôn. Không đi xuất phát từ đấy mà. Không, đội đấy còn ở trên đấy còn hai lốp xe của Tiến mới hỏng hai quả lốp rồi. Một quả găm đinh với một quả bị lôi quả bóng này phải sửa phải thay. Thôi phải chơi xuống đấy đi luôn nhá, đi ngược lên nó đi về cho vui à. Người thành phố thủ đô xuống bản là ăn trưởng ngay. Dính đinh thì đúng rồi, kiểu dính dính lên. Thì tính nửa xe hả tạo cũng vẫn tẩm này. Như xe tăng. Xe tăng. Đây, đây giảm sóc. Xe đâu mà giảm sóc rồi rơi mà đúng gãy đường đằng. Ở đằng sau mà giảm sóc ở đằng sau cứ thế này. Hôm qua mình đi, mình cũng bảo đi. Kẹt, kẹt. Không mình bảo bảo chạy xuống xem, nghe không lên đâu. Mới đầu nghe tiếng ở trên, sao bảo chạy không theo. Theo sau xe. Kẹt. Thẻ đen à, thẻ đen à. Quả uy tín này. Ê, ra về cho cái thẻ đen mọi người ạ. Cái này đi sân bãi là quẹt thoải mái đúng không? Căn cước à, ví dụ của uy tín à. Đưa về cho cái cân hô khẩu xuống đưa cho bộ lính gì. Mình tưởng thẻ đen về sân bãi quẹt thì vui rồi. Cháu bảo vị hết. Một năm là chỉ dùng vị một lần thôi. Bây giờ anh em đi nghỉ ai, để ngày mai đi sợ mọi người. Mai sợ buồn ngủ ngồi ngáp rồi đến giờ. Nằm trên bia chia tay. Mai dậy sợ. Dậy sớm không về. Thôi uống bớt quá, bớt trước uống ra chứ nè. Thôi rồi. Buồn. Bớt trước. Buồn này, tưới như hóa buồn này. Nhớ đâu về buồn hay đúng không? Thỉnh thoảng này hai anh em khắc khẩu là. Chém gió. Chém gió, co kề. Thôi thì bây giờ về nha. Đóng hàng rồi mọi người, cuối năm thôi. Bây giờ là cùng để về thôi. Video này xin kết thúc ở đây mọi người nhé. Chào các bạn.